các bác cũng như anh em trên toàn quốc đến với kênh của Dũng Tứ Music Audio, Dũng Tứ âm thanh nhạc cổ. Hôm nay Dũng Tứ lên một cái cấu hình cho anh em cũng như các bác đam mê âm thanh. Đây là một chiếc đẩy 2-trong-1 mà mang thương hiệu Koda với mã sản phẩm là KP450A. Với con âm ly này thì nó sẽ tích hợp là đẩy và vang. Con này thì nó không có mic, nó không như là cái con âm ly ở dưới VF4500 này, nó là 3-trong-1 đẩy vang mic, thì con trên thì chỉ có 2 thôi. Cho nên là Dũng Tứ đã phải phối ghép một con bộ mic ở đây, bộ mic Etolic KZM9 với hai tay bằng inox này, rất là đẹp và sang xịn mịn đúng không? Bằng 4 dâu. Mic này để vừa cho sự kiện của chúng ta để nhìn là quá là ok. Và Dũng Tứ phối ghép cho anh em với cái một cái đô la KTV108. Là âm ly này nó sẽ là 450W trên một kênh anh em nhé, chế độ 8 ohm. Và Dũng Tứ phối ghép với một con xúc điện BDF AT12, xúc điện 330 nhé. Cấu hình này cho cái không gian phòng 30m² là đánh là hừng hực luôn. Nếu còn 40m² thì vẫn ok, nhưng mà cái tiếng xúc nó hơi loãng một chút, nếu có thể chúng ta có thể xây thay xúc điện to hơn thì là nó sẽ ok hơn. Đấy. Và bây giờ xin mời các bác đến với bài hát Khuyên Anh Đi Rồi. Chúng ta cùng nghe với chế độ Echo. Chúng tôi sẽ lắp hai chế độ, một chế độ Echo và một chế độ gì vào. Trước tiên là sẽ nửa bài sẽ là chế độ Echo nhé. Alo, 1, 2, alo, 6, ok. Bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai, đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấp đôi nơi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, mang chỉ trái dây đời, mang mến thương cho người, người đợi chờ anh ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai, đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, mang chỉ trái dây đời, mang mến thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Mang chỉ trái dây đời, mang mến thương cho người, người đợi chờ anh
Rồi các bác cũng đã được nghe hát karaoke, nghe nhạc bolero và nhạc remix với một cái cấu hình 4 thanh như này là giá khoảng trên 30 triệu các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Du Tứ 0974682663. Các bác có thể yêu mến đăng ký kênh Du Tứ Music Audio cũng như Facebook nick Phạm Du Tứ, Zalo 0974682663. Ship hàng toàn quốc và đảm bảo uy tín tất cả các bác. Hỗ trợ setup trong vòng bán kính 5 mét. Đi các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.